Thưa quý vị và các đồng chí, với những trẻ mồ côi, đặc biệt là những trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, người thân là sự mất mát không gì bù đắp được. Học và làm theo Bác với mục đích chia sẻ phần nào khó khăn cho các em, năm 2022, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi, cha, mẹ. Và cũng từ đó, họ trở thành những người mẹ, người chị giúp đỡ, tạo điểm tựa lớn để các em được tiếp bước đến trường, an tâm học tập, xây dựng tương lai tươi sáng. Từ 4 năm nay, cậu bé Quỷ Gia Bảo ở ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, được sống trong tình yêu thương của các bà, các mẹ của chi hội phụ nữ ấp Phước Lộc. Mẹ mất khi em 3 tuổi, cha bệnh nặng, không có khả năng lao động. Gia Bảo được chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Phước Lộc là chị Nguyễn Thị Cúc nhận nuôi dưỡng. Bắt đầu vào tiểu học, Gia Bảo lại tiếp tục nhận được sự chăm sóc từ chị Tăng Thị Loan, hội viên chi hội phụ nữ ấp Phước Lợi, đồng thời là lao công bảo vệ trường tiểu học nơi Gia Bảo học tập. Toàn bộ chi phí học tập của Gia Bảo được nhà trường miễn giảm, tiền sinh hoạt phí do chị Cúc và chi hội phụ nữ vận động nhiều nguồn để chăm lo cho em. Chi hội phụ nữ của ấp Phước Lộc cùng đồng hành hỗ trợ vận động mạnh thường quân để hỗ trợ cho em, hỗ trợ đột xuất cho em như là vận động được gạo, sữa, đường rồi hoặc là tiền để trao cho em đóng học phí trong những năm học mới, trang trải cuộc sống. Thì qua đó cũng có vận động hội viên phụ nữ cùng tham gia với hội, là bằng cách là chăm, có chị hội viên đó là cũng là bảo vệ của trường, thì chị cũng nấu ăn rồi chăm sóc em, cho em ăn uống ngủ nghỉ học tập. Quán tạp hóa nhỏ ven đường này là sinh kế của bé Bùi Ngô Hiếu Hiền và bà nội Bùi Thị Út ở tổ 3, khu phố Long Liên, thị trấn Long Điền. Mẹ mất từ khi Hiền mới sinh, không lâu sau bà cũng ra đi vì bệnh tật. Từ đó Hiền sống nương nhờ bà nội đã lớn tuổi. Sức khỏe yếu lại mang trong người nhiều loại bệnh nên cuộc sống của bà cháu Hiền rất chật vật. Chia sẻ với sự mất mát khó khăn của bà cháu của Hiền, Hội Liên Phụ Nữ thị trấn Long Điền đã nhận nuôi dưỡng em cho đến năm 18 tuổi thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu. Bên cạnh số tiền hỗ trợ hàng tháng, Hiền còn được hội vận động các nhà hảo tâm tặng quà, bảo hiểm y tế và xe đạp tập vở giúp em tới trường. Bước đầu của tôi trình là bé Hiền là mới sinh ra là bên hội phụ nữ là từ 1 đến 6 hỗ trợ. Trước đến là bắt đầu hộ nghèo. Hộ nghèo sau đó là bắt đầu tiếp tục duy trì tới giờ là mẹ đỡ đầu này kia, cũng như là phụ nữ cũng giúp đỡ một bên bảo hiểm, rồi cũng tặng quà cho bé Hiền. Hồi 1 tháng 6 rồi cũng hè vui chơi rồi cũng tổ chức đầy đủ. Bé Hiền rất là học giỏi, thì mong muốn cho bé Hiền cũng như là ráng học học tới nơi tới chốn, để giúp đỡ cho bà chút nào phần sức của bà, thì bà là cũng động kinh đó. Bà cũng động kinh, họ cũng giúp đỡ thí dụ lấy thuốc, thí dụ bà đi lấy thuốc được động kinh đó, ra ngoài trạm xá họ cũng đi lấy thuốc giùm cho bà, hỗ trợ cho bà. Thực hiện theo chương trình Mẹ đỡ đầu của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, thì hội cũng đã triển khai với các chi hội khu phố, thì để xâm nhập với các khu phố để cùng với các hội viên phụ nữ đi khảo sát từng nhà, coi các em nào mồ côi cha mẹ. Thì qua đó thì hội cũng đã đỡ đầu được 8 em. Thì mỗi tháng thì hội vận động các mạnh thường quân cho quà các em từ 300 đến 500 ngàn đồng, thì trong đó có tiền mặt, vở, học bổng, bảo hiểm đồ, gạo, mì đồ hàng tháng cho mấy em. Qua cái trẻ em đỡ đầu này thì các hội viên phụ nữ cũng hội viên phụ nữ thị trấn Long Điền cũng mong muốn các mạnh thường quân hãy lan tỏa thêm và vận động thêm cùng với ban chấp hành phụ nữ ủng hộ cho các em trẻ mồ côi có cuộc sống ổn định hơn để cho các em vươn tới trong học tập tương lai. Chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát động không chỉ là sự quan tâm, khích lệ, động viên, giúp đỡ về vật chất, mà còn là sự xoa dịu bớt nỗi đau mất cha, mất mẹ. Và các bà, các mẹ, các chị đồng hành cùng sự phát triển toàn diện cũng như định hướng trong cuộc sống của trẻ mồ côi.
với mục đích chia sẻ khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Theo lời Bác, chương trình Mẹ Đỡ Đầu vận động cán bộ hội viên, các tổ chức cá nhân tích cực hưởng ứng, nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tập trung vào đối tượng trẻ mồ côi do dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình cộng đồng. Từ ý nghĩa nhân văn cao cả, chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cấp hội cơ sở. Thì họ cũng lựa chọn ra là những em đặc biệt khó khăn nhất. Thì đầu tiên thì họ chỉ có nhận có 2 em thôi. Rồi sau này được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm người ta thấy được cái việc làm của họ vậy cũng thiết thực. Thì qua đó thì cũng được các mạnh thường quân người ta cũng hỗ trợ. Thì đến nay thì cũng nhận là đỡ đầu cho 18 em. Đặc biệt là chỉ là 14 em là được hội hỗ trợ thường xuyên, là mỗi tháng là 500 ngàn. Còn các em khác thì hội hỗ trợ là đột xuất. Học Bác ở tinh thần tương thân tương ái, mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với trẻ mồ côi. Mô hình Mẹ Đỡ Đầu, ngay khi được triển khai, đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ kinh phí. Không chỉ các hội viên, mà nhiều cá nhân doanh nghiệp cũng sẵn sàng nối dài cánh tay nhân ái để giúp đỡ những hoàn cảnh. Sau 3 năm phát động, mô hình Mẹ Đỡ Đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng khoảng 590 trẻ mồ côi cha mẹ hoặc cả cha và mẹ, với số tiền hơn 3 tỷ 800 triệu đồng. Nhờ sự chung tay chia sẻ giúp đỡ vật chất, động viên tinh thần, các mẹ đỡ đầu đã trở thành điểm tựa để các em được tiếp bước đến trường, an tâm học tập, xây dựng tương lai tươi sáng. Để tiếp tục thực hiện cái chương trình Mẹ Đỡ Đầu thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã có cái kế hoạch triển khai đến các cơ sở hội, đặc biệt là thực hiện các cái mô hình như là thu gom phế liệu để có tiền chăm lo cho các em. Ngoài cái kinh phí học tập cũng như trong cái đời sống hàng ngày thì hàng tháng thì Hội Phụ nữ của huyện cũng như của xã cũng đến nhà thăm hỏi, động viên cho các em học tập và vươn lên trong cái cuộc sống. Trên tinh thần học và làm theo Bác, bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã chuyển tải nội dung, ý nghĩa của việc làm theo Bác đến với chị em phụ nữ, từ đó xây dựng nhiều hoạt động tương thân tương ái và thực sự là chỗ dựa tin cậy cho những hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, giới những trẻ mồ côi, mất cha, mẹ sẽ là những khoảng trống khó có thể bù đắp. Song tình người nồng hậu, ấm áp vẫn được thắp lên lắp vào sự trống vắng của các em. Trong khó khăn, mầm yêu thương vẫn dương bình lớn dậy. Và mong rằng những trẻ em thiếu vắng cha mẹ sẽ mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng một tương lai thật tươi sáng.